Giải bóng chuyên nam một một tranh cúp dùng lịch sử bọt mở rộng lần thứ nhất năm 2020. Cặp đầu trước mắt chúng ta là cặp đầu giữa FC Hóa Bìa trong trang phục áo trắng gặp FC 32 trong trang phục áo đỏ. Ở bảng này thì FC Hóa Bìa áo trắng đã giành ngôi vị nhất bảng. Trong khi đó thì trận đấu của đội FC 32, nếu như FC 32 giành thắng lợi thì họ sẽ có được chiếc vé thứ hai. Hình đá sân của FC 32 gồm những gương mặt rất trẻ, số 4 Hồng Thái, số 5 chủ công Kiên Dani, số 2 Nhật Minh và số 6 Văn Hầu. Trong cái đội hình đá sân của FC Hóa Bìa gồm có số 10 chủ công Thanh Hòa, Đức Nghi Lộc, Cao Đức Hoàng và một vận động viên đang trên hai mang áo số 2. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Ở trận đấu này chúng ta vẫn thi đấu 3 hiệp thắng 2, tỷ số là 2-15 và 3-15. Và như vậy điểm số đầu tiên cho Hóa Bìa 1-0. Tại vì này thắng 2 set nhưng mà có một set là 2-1. Phạt bóng hồng của Đức Hoàng đồng điểm lại cho FC 32. 1-0. Bóng tốt, tiếp tục điểm cho FC 32, 2-1. Và ở FC Hóa Bìa trận đấu này, vận động viên chủ công của Lương không vào sân, nhưng vị trí lại cho vận động viên Đức Hoàng. Bóng ở trong sân, thông qua đánh bóng của số 15 Đức Nghi Lộc, điểm 2-0. Do trời mưa rất lớn nên thời gian của ban tổ chức có phần thiệt thòi cho các vận động viên. Phòng thủ rất hay của Kiên. Điểm cho FC 32, 3-2. Trận đấu này của Lương làm huấn luyện viên cho FC Hóa Bìa, anh không vào sân. Đánh vòng ra ngoài của Thanh Hòa, đổi tiếp tục điểm cho FC 32, 4-2. FC 32 sở hữu gian vận động viên rất đông đều, chúng ta trung bình 1m68. Trong cái đội vận động viên chủ công mang áo số 5 và áo số 6 chiều cao trên 1m7, Văn Hầu và Kiên Dani. Sức bật rất tốt, đổi điểm lại cho Hóa Bìa 3-4. Vẫn còn nỗ lực của đồng đội nhưng không thành công, và như vậy là điểm cho Hóa Bìa 4-0. Không hiểu ý của vận động viên số 3 và vận động viên số 6 FC 32. Một pha quay của tay nhưng được bóng đi ra ngoài, tiếp tục điểm cho Hóa Bìa 5-4. Chủ công bên hai kia đang đi bật rất cao nhưng do bóng quá nặng nên phá điều bóng trước đó của chiến thái FC của em không thuận lợi. Chiến thái hơi thu rồi, tiếp tục điểm cho FC Hóa Bìa 6-4. Sân trơn bóng ướt nên rất ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội, đặc biệt là vị trí chiến hai. Rất đáng tiếc, một pha chụp phi cơ rất nhanh ở trên lưới không thành công của Kiên, được điểm lại cho Hóa Bìa 7-4. Bóng ngoài nhưng chân hái của FC Hóa Bìa vẫn vấn một pha chụp bóng của Lý Văn Đô Đức Hoàng, 8-4.
lần này Đức Hoàng Phạm Long Hậu đổi một điểm lại cho xe 32 58. Rất nhẹ nhàng của Thanh Hoa và như vậy là đổi một điểm lại cho FC Hoa Mỹ 95. Lần này Đức Quang Phạm Long Hồng đổi một điểm lại cho C32 69. Chúng ta đang theo dõi trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng chuyền Dùng Lĩnh Sư Bọt mở đồng diễn ra tại khu liên hiệp thể thao khối 10 Nghĩa Thuận Nghĩa Hoa. Điểm số lúc này là 7-9 cho FC 32. Thanh Hoa rất mạnh, một phá chụp bóng ở vị trí số 4 của Thanh Hoa, điểm 10-7. Thanh Hoa là ngôi sao bóng chuyền đến từ Đằng Sơn Đô Lương, vừa đoạt chức vô địch giải bóng chuyền Hội Nông Dân huyện Đô Lương mở đồng cùng với Quỷ MC và Đắng Mó. Phát bóng hỏng rồi, được một điểm lại cho FC 32 80. Bóng tốt, được một điểm lại cho FC Hoa Mỹ 11-8. Hiện tại thì trời đã bắt đầu có những ánh nắng đầu tiên. Hy vọng là chiều nay nhìn trận vòng đấu áo nó sẽ được diễn ra trong trời không đổ mưa. Hy vọng không thành công, tiếp tục điểm cho Hoa Mỹ 12-8. Ở vòng bảng chúng ta thi đấu 3 set 15. Lại lỗi chuyền hai. Chuyền hai như vậy thì đồng đội của mình sẽ rất khó để có thể thực hiện một cú đánh bóng thành công. Tiếp tục điểm cho Hoa Mỹ 13-8. Bóng ngoài 93. Chúng ta đang nhắm trận đầu diễn ra trên sân bóng chuyền khu liên hiệp thể thao khối 10 xã Nghĩa Thuận thị xã Thái Hòa. Thanh Hoa bóng hồng đổi một điểm nhưng vẫn ghi điểm cho Hoa Mỹ, một pha đánh bóng chạm chắn bay ra ngoài 14-9. Và như vậy là một điểm số nữa thì FC Hoa Mỹ sẽ giành thắng lợi ở set 1 trận đấu này. Chắn bóng tốt và như vậy là kết thúc set 1 với điểm số 15-9 cho Hoa Mỹ, và chúng ta đổi sân và tiến hành thi đấu set 2 luôn. Ở set 2 thì FC 32 phạt bóng và FC Hoa Mỹ đỡ bóng. Set 2 bắt đầu. Một phá trượt đà của Thanh Hoa ở điểm đầu tiên cho FC 32 1-0. Đức Vi Lộc đánh bóng thông minh, điểm 1-0. Xin chào cả, chiều nay chúng ta sẽ tiến hành diễn ra các trận đấu bán kết và chung kết vào lúc 14:30. Chiều ngày hôm nay ở cặp đầu chiều nay có một cuộc đụng độ rất hay giữa FC Hoa Mỹ và FC Dùng Lĩnh. Hai đội bóng này thì được đánh giá là cử biến cho chức vô địch nhưng đã đụng nhau ở bán kết. Trong khi đó gặp bán kết tuần này là gặp bán kết trận đấu này thì FC Biết Thẻ và kịp về đáng thuộc về FC 32 và 1. Chân bóng chạm lưới, điểm cho FC 32 21. Đức Nghĩa Lộc đánh bóng tốt nhưng theo quy định của trọng tài phân điểm cho FC 32 là chạm lưới 31.
Đến lượt 32 phát bóng hỏng đổi một điểm lại cho Hoa Mỹ. 2, 3. Đức Khoa phát bóng hỏng rồi, đổi một điểm lại cho 32, 42. Xử lý vòng tốt, 5, 3, 4 cho Hoa Mỹ. Rất hay của Kiên, đồng điểm lại cho 32, 5-3. Nếu như giải đấu này không diễn ra trong mưa thì sẽ là một giải đấu rất hay. Quý tù dàn vận động viên tả chất lượng của bóng chuyền khu vực Nghệ An thời điểm hiện tại. Có nhiều người đến xuất sắc như Văn Thành, Thái Nguyên, của Lương, Đức Nghĩ Lộc và các vận động viên trẻ của Sạn Nhà, Thái Hòa như Triều Quân, Kiên Dani, Công Đô. Đây là những cái tên thi đấu rất hay. Bóng tốt, điểm cho 32, 6-4. Chân bao tốt, tiếp tục điểm cho 32, 7-4. Phát bóng hỏng rồi, đồng điểm lại cho Hoa Mỹ, 5-7. Đôi bên đây chú 2-6 với góc 4. Lần này thì Kiến này cũng hỏng rồi, đồng điểm lại cho Hoa Mỹ, 6-7. Lần này thì Đức Hoàng lại phạm bóng hỏng, đổi một điểm lại cho 32, 8-6. Câu trả lời của chủ công Thanh Hoa, 7-8. Một pha khẩu chặn của FC Hoa Mỹ và như vậy là tiếp tục điểm đổi cho FC 32, 9-7. Câu trả lời của Đức Nghĩ Lộc, đổi điểm 8-9. Lại phạm bóng hỏng rồi, tục đổi một điểm lại cho 32, 18. Và như vậy là ở trận bóng này thì FC Hoa Mỹ phạm bóng hỏng rất nhiều. Vẫn còn bóng tốt, điểm cho C32, 11-8. Xem đang nghỉ đây. Giờ có thua đâu, nhấp vào. Thua nhỉ. Bên kia nếu mà lỡ thắng này, thắng 3 thật luôn mà. Điểm cho Hoa Mỹ 9-11. Câu trả lời của C32, 12-9.
tấn tiểu văn phòng ở trong sân 11, 10, chỉ là 10, 12. Em đã bảo đây là sợ gì nữa. Bảo đây là được mặn cả rồi chứ. Nước quá. Mưa đang hay đó. Mưa đang hay. Đánh bóng rất hay. Tiếp tục điểm cho FC 32 10-30. FC 32 được dựng rồi. Đưa trận đấu này về vào set 3. Cả vòng bây giờ là 3 lô. Bóng sạch dây và như vậy là mệt mỏi cho FC 32 14-10. Một điểm số đơn vị FC 32 sẽ đưa trận đấu này vào set thứ 3. Và sau khi Quỳnh Huyền biến lại sẽ có thì phần biến này lập tức phạt bóng vào lưới. Điểm 11-14. Đức Hoàng phạt bóng. Kiên rất nhẹ nhàng và như vậy hai đội đã hòa nhau 1-1 và sẽ tiến hành đổi sân để đánh trận đấu thứ 3. Đội nào thắng sẽ nhất bảng. Cả hai đội đều có buồn phải đùng đồ đội tuyển FC Dùng Linh ở trận bán kết và vì FC Dùng Linh đã xếp thứ hai ở bảng bên kia. Điểm số lúc này là không đều của set 3. Kiếm phạt bóng rất tốt. Đức Kỳ Lộc vẫn chưa thành công, rất hay. Phần đường biên băng áo số phạm bắt đầu của đội bóng rất đẹp ở vị trí số 3. 1-0 cho FC 32. Gian vận động viên của FC 32 rất trẻ, tuổi đời trung bình là 18 tuổi. Vận động viên Kiên đang đi một đôi giày rất đẹp. Điểm cho Hóa Mỹ 1-0. Tiếp tục điểm cho Hóa Mỹ 2-1. Một pha kiến bóng không thành công của Nhật Minh. Trận bóng không thành công, điểm cho FC 32 2-2. Rất hay của Kiên. Vẫn còn cơ hội dành cho FC 32 Kiên. Một pha bóng bỏ không thành công. Chiu. Vẫn hay, phòng thủ rất hay của Đức Anh. Lần này thì đã có điểm cho FC 32. Điểm số là 3-2. Như tên gọi của đội bóng này luôn. Chủ công trẻ Kiên đang đi phạt bóng rất tốt. Tiếp tục điểm cho FC 32 4-2. Kiến và ba vận động viên còn lại bắt đầu Nhật Minh và Đức Anh đang thi đấu rất hay. Vẫn rất tốt. Chặn bóng ra ngoài rồi một điểm lại cho Hóa Mỹ 3-4. Chúng ta đang theo dõi trận đấu quyết định 15 điểm giữa cặp đầu FC 32 áo đỏ và FC Hóa Mỹ áo trắng. Tỷ số sau hai set đang là 1-0 và điểm số của set 3 đang là 4-3.
được một tốt tiên rất hay, một pháo vòng chạm trận ví điểm cho C 32 4 xin lỗi là 53. Đội nào thắng ở cặp đấu này sẽ được xét vào vị trí nhất thập nhì của bảng đấu này. Master đã tổ chức. Cơ hội kiên giật dây ghi điểm 6-3. Trận đấu bàn kém của kiên. Chưa đi một đôi nái màu vàng rất đẹp. Câu trả lời của chủ bóng Thanh Hoa, bóng ở ngoài sân 7-3. Nếu như không có bùng đường cái đó thì bóng đã ở trong sân. Rất hay kiên rất nguy hiểm, một pha thám bóng của vận động viên mang áo số 6 bắt đầu đổi một điểm lại cho Hoa Mỹ 4-7. Bóng ngoài hai đội ta đổi sân, điểm số là 8-4 cho FC 32. Mẹ ơi thầy về thắng thông minh nhé, thầy về thắng thông minh nhé, được vừa lên lần nhau. Từ đầu chúng ta tiếp tục điểm số 8-4. Phát bóng hỏng rồi và lại đứt lưới rồi, điểm cho đổi cho Hoa Mỹ 5-8. Nhưng mà ban tổ chức chúng ta đưa thẹp ra để cột lại lưới, đứt lưới ai. Và như vậy trận đấu tiếp tục. Chặn bóng tốt 6-8. Lại phát bóng hỏng, điểm đổi 9-6 và lưới lại đứt. Và đi vòng rất mạnh của thủ phong Thanh Hòa với vậy đổi một điểm lại cho FC Hoa Mỹ 7-9. Một pha phạt bóng lại đứt lưới của Cán Đằng, điểm cho FC 32 10.